Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng xem cận cảnh một tí xíu nha. Cận cảnh chiếc xe 50 phân khối Exciter. Màu sơn thiết kế khá là đẹp và chúng ta có thể thấy là dưới ánh sáng mặt trời thì cho màu sắc khá là nổi. Đây thì phần tem trước thì các bạn có thể thấy là phần đầu thì theo kiểu màu xanh GP. Ở đây thì được nhấn mạnh bởi những dòng tem, đó là tem vàng và đen. Hơi xám xám một tí xíu. Đấy. Và khá là nhiều. Cái kiểu dáng này thì khá là nhỏ gọn để anh em người có vóc dáng người nhỏ nhắn có thể là ngồi lên được. À, nếu quan sát tổng quan thì các bạn có thể thấy là phần yên xe là được bao gồm có hai màu. Cái màu thứ nhất đó là màu xanh, màu thứ hai ở đây là màu đen, hơi nhám nhám, màu xanh trước và viền xanh sau. Tay sách cũng màu xanh luôn. Trên thân xe thì các bạn thấy dòng chữ RX50 Exciter. Đấy, nhôm xích đĩa cũng vàng khè luôn. Vành thì trên nền tông nền cái vành màu đúc màu đen thì có nhấn nhá bởi hai dòng chỉ phía trong là màu xanh và phía ngoài là màu vàng, màu trắng. Đây, giữa đây là phần ốp nhựa màu đen và phía ngoài thì được phần nhựa liền màu xanh. Và ở đây thì phần tem phía bên ngoài chúng ta có thể thấy chữ FI nhưng mà không có công nghệ FI đâu nha. Phần máy của xe xa một tí xíu. Đối với lốp trước của xe thì các bạn có thể thấy là hệ thống phanh đĩa được nhấn lên một cái tông màu đỏ. Trên đây là những cái điểm nhấn màu xanh, nó trùng màu với xe. Và cụm phanh đĩa cũng màu đỏ luôn, tạo nên nhấn nhá rất là đẹp. Vâng, thì đối với những chiếc xe này thì các bạn hoàn toàn nhận ra một cái thiết kế khá là quen thuộc của những dòng xe Exciter, Yamaha. Nhưng mà phần trước này nó hơi khác một tí xíu. Đèn vẫn là đèn sợi đốt halogen cho cái khả năng chiếu sáng khá tốt. Xem bây giờ chúng ta sẽ test tiếng nổ một tí xíu nào. Em ơi, dựng xe lên và thử cái ống bô cho anh cái. Ga lên đi. Em ga của anh này. Đèn nạp, bây giờ chúng ta sẽ thử phần đèn. Đèn này, đèn thì bật nức thứ nhất thì cái bóng đèn phía bên góc này sáng này. Bật nức thứ hai là bóng đèn giữa sáng thì nó là chế độ pha cốt của đèn. Không phải pha cốt mà nó là đây, cái nút này sẽ là pha cốt này. Chúng ta sẽ test thử nào. Đèn sương mù đi, đèn sương mù và đèn pha. Bây giờ chúng ta sẽ bật đèn pha và test thử cái chế độ pha cốt. Đây, pha cốt của nó. Rồi, xi nhan trái phải. Qua bên này xem nào. Coi tí nào. Do chưa lắp bình ắc quy cho nên là coi nhìn như mèo kêu luôn. Nhìn than thở. Rồi ok. Còn đây là tổng thể